Ở bên này các bạn nhìn xe rất là xịn này, BMW Boxer luôn này. Đây, một chiếc Boxer nữa. Bên phố Hàng Đào quý vị các bạn, à ở nơi này mà cứ đông không vì lý do nào cả. Đây, ở đây có mấy cái tòa nhà rất là đẹp này. Em xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Đường Phố Hà Nội của em chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ chiều. Em đang ở cái nhà hát lớn Hà Nội đây. Hôm nay ở đây rất là đông mọi người đi quay phim chụp ảnh luôn. Rất là đông mọi người đây chơi cả các cô các chị. Đây là người Hàn Quốc các bạn, một gia đình người Hàn Quốc. Đây, phía bên này là trà chanh rất là đông. Mọi lần họ được ngồi ra tận ngoài này này. Tuy nhiên là đang có anh này đi dọn dọn đây thì không được ngồi các bạn ạ. Bên trên rất là đẹp, bầu trời trong xanh luôn. Hôm nay đông quá, mặc dù ở giữa tuần em phải dừng xe lại đây quay quý vị các bạn xem luôn. Đây, phía bên trong à, nhà thờ lớn đây các bạn này. Em sẽ vào trong này một vòng các bạn xem nhà thờ lớn Hà Nội nhá. Rất là đẹp luôn, hôm nay bầu trời rất là xanh. Gần như trong này thì hôm nay mọi người ít vào trong này hơn. Là một tiếng chuông nhà thờ các bạn. Cái bên này họ bán cái đồ lưu niệm của Giáng sinh nhà thờ. Đồ bên Chúa
Đây bạn nhìn bên trên này, cái bờ tường rất là cao luôn. Đây là khuôn viên phía bên trong. Em thấy du khách Hàn Quốc, là Trung Quốc rất là nhiều ở đây. Bây giờ em là tiếp tục đi ra cổng nhá. Ở ngoài cổng rất là đông du khách. Này du khách đông nghịt này. Em sẽ mời các bạn ngắm lại cảnh nhà thờ một lần nữa, xong rồi em sẽ đi vòng sang con phố Trà Chanh Ấu Triệu nha các bạn. Các bạn phía bên hai bên quán cà phê bên kia đông kín người. Em sẽ đi sang bên phố nhà thờ nhé. Đây, nhà thờ bên này còn là phố nhà thờ này, còn cái phố cắt qua đây thì là phố nhà chung. Đông nghịt. Đây là ngày giữa tuần đấy, đầu tuần. Chứ hôm nay mà là cuối tuần thì có lẽ còn đông nữa các bạn ạ. Thường những cái ngày mà liên quan đến những cái ngày đi dạo đi chơi ấy, thì du khách đến đây rất là đông các bạn. Như hôm nay là sắp đến cái dịp Halloween. Mặc dù nó cũng không liên quan lắm nhưng mà nó cũng là một cái ngày mà để có như là lấy cớ để các bạn ấy đi chơi ấy. Nên là sẽ đông hơn. Đây là em nghĩ đi thôi. Chứ nhiều khi là ở nơi này mà cứ đông không vì lý do nào cả. Đây, về đây có mấy cái tòa nhà rất là đẹp này.
Hey, take away coffee. Hey, bánh cốm. Rất đông vui và nhộn nhịp. Đây, tên là phố Âu Triệu, con phố rất là thu hút mọi người để uống trà. Đây, em quay góc ở phía bên, rất nhiều nhà đẹp. Đấy, những cửa hiệu này đẹp không đất nước nào có luôn. Mọi ngày em hay kiểu như là hay như kiểu ví dụ là nơi này đẹp như nước ngoài nó các thứ, nhưng mà em thấy cảnh đẹp ở đây đẹp mà kiểu còn không ở đâu giống như này, một vẻ đẹp riêng. Đây có một con hẻm nhỏ nhỏ. Bây giờ chiều chiều. Đây cái ngõ huyện nhỏ nhỏ mà lại xinh xinh. Bên này có một cái cửa hàng tranh nhìn rất là đẹp. Chích chích bên kia có quán cà phê, buổi chiều tối thì ánh sáng lên đèn lung linh rất là đẹp. Body Nail Food Massing Facial Sample. Chỗ này là ngõ huyện, ngõ này kìa, bán mấy món đồ ăn ngon các bạn.
này rất đông đúc, hay hình trang trí Halloween. Du khách đông nghịt. Bánh mì ở đây không biết nào. Bánh tôm không biết ở đây bán một ngày bao nhiêu suất. Bánh mì mana. Ở đây họ bán cháo sườn, bây giờ em tiếp tục đi sang bên Hồ Gươm nhé bạn. Đây đi một đoạn đây ra Hàng Bông rồi đi ra Hồ Gươm rồi bạn. Phố cổ thì có rất nhiều con phố nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Bởi phố cổ từ ngày xưa người ta cũng làm đường người ta cũng nhỏ thôi, chỉ đủ ở thôi. Người ta không nghĩ ngày nay mà mọi thứ lại phát triển như thế. Chứ người dân ngày xưa phố cổ mà nghĩ sau này phát triển này thì người ta đã xây đường rộng rồi. Bên này họ bán mấy cái đồ thổ cẩm của Việt Nam. Ngày nắng trước này người nước ngoài này như kiểu anh ấy tập thể hình hay sao ấy, nhìn body rất là đẹp. Đây là phố Hàng Trống.
cửa hàng này họ bán những cái áo dài rất là đẹp. Phía bên này có tòa nhà rất là đẹp các bạn này. Đây kiểu thời trang rất là đẹp luôn. Trên này lên chỗ hàng gai rồi. Hàng gai một đoạn rất ngắn, từ Hàng Bông đến Hồ Gươm. Nhiều người sẽ không để ý là có con phố này, người ta cứ nghĩ đây cũng là Hàng Bông khoảng. Đấy, cửa hàng rất là long lanh, buổi tối lên đèn rất là đẹp. Bên này là lụa. Bên này chúng ta thấy con phố Lưu Văn Can. Hay buổi chiều ấy, du khách về Hồ Gươm rất là đông đúc. Đây có những cái bức tranh. Bức tranh rất là lạ luôn. Đây bán những cái đồ graffiti. Oh,
Hươm này các bạn này. Em sẽ rẽ sang bên phố Hàng Đào quý vị các bạn. Đây, phố Hàng Gai bên kia Lê Thái Tổ kìa. Đường phố sáng ở đông đúc luôn. Ở đây cái cột điện họ cũng sơn màu sắc rất là lạ, hình hoa mai. Đây con ngõ nhỏ này họ bán bao nhiêu quần áo. Như anh có cái lì xì trong cốp cơ mà. Đây dường như là một phần của kiểu chợ chợ đêm mới giống kiểu thế. Ôi, cảnh tượng đây rất đẹp. Con phố này con phố đinh liệt. Thank you.
quán cà phê trang trí rất là đẹp luôn. Trên kia có cái bóng bay. Bên kia con phố Đinh Liệt. Đi ẩm thực phố cổ. Trên này có các món ăn này các bạn này. Phố Tạ Hiện này các bạn này. Bia 45, ẩm thực phố cổ. Giờ này người ta vẫn chưa uống bia đâu các bạn, giờ là người ta đi ăn. Bia phải tầm 8-9 giờ thì mọi người mới ra đây uống bia. Đây một con ngõ nhỏ, không biết là ngõ nào. Ngõ Nội Miếu. Old Water View Hà Nội Hotel. Trong này ngõ không thông đúng không ạ? Mình thấy mọi người đi ra tưởng thông sang bên hàng ngang hàng đào.
phố hàng dài. Bún chả, que chả rất hút khách nha các bạn. Mấy quán cà phê này thực đơn menu rất nhiều món. Bên này những cái quần áo kiểu thể thao như này thì du khách rất thích, nhãn hiệu của nước ngoài của họ ấy. Trời đang sầm sầm tối dần rồi. Bên này là phố Hàng Buồm. Ở đây họ bán những cái kiểu dạng như là đồ uống, rượu bia. Đây, bên này có cái quán cà phê rất là đẹp. Còn phố Hàng Ngang. Xe cộ thì họ đang lưu thông một chiều theo chiều ngược lại. Du khách nước ngoài như buôn đồ hay sao mua nhiều này. Đây có những chiếc xe Jeep. Một số nội dung về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Một, độ tuổi công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm mãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh viên đến ngày công chủ công dân sẽ đến ngày ra quân. Hai, tiêu chuẩn theo điều 31 của luật nghĩa vụ quân sự 2015.
Này, quán tối đẹp long lanh. Này, có hạng bạc. Chỗ này rất là đông. Chúng ta đến sắp hết phố Hàng Đào rồi. Đến số 5 Hàng Đào. Ở phố cổ những cửa hàng họ làm cái đèn sáng rực long lanh như này để bắt mắt du khách để họ chú ý hơn đấy. Sức khỏe phục vụ tại ngũ là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm gây ra được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận một con của bệnh binh người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh từ bỏ em vượt là hạn sức khỏe. Quần áo rẻ 100.000 một cái. Mà nó cành mộc mạ vàng luôn. Cái bên này cũng như dãy nhà bật đèn lên rất là sáng đẹp. Hàm cá mập các bạn.
Đấy, chúng ta đi sang bên hang Cá Mập các bạn. Đây, hàng Cá Mập có cái lối lên ở phía bên trái này các bạn này. Đấy, bạn nào thích đến hàng Cá Mập ngắm view hồ Gươm thì lên đây. Bây giờ anh sẽ sang anh hồ Gươm bên kia. Đây là cái trạm bạn ạ. Vé xe buýt 2 tầng các bạn ạ. $100.000. Đang giảm giá hay sao? Thấy có lần lên 150 mà. À, bên này 150. À, xe nhỏ thì 100 các bạn. Xe to 150. Đẹp các bạn này. Hang Cá Mập này. Đây, bên này hồ Gươm này bạn. Hồ Gươm xe chiều. Đây, quán cà phê khá là đông đúc. Công nhận cái hãng Cantinat này mạnh. Em thấy ở đâu cũng thấy. Mà toàn vị trí đẹp nhất. Em ghê. Bên này thì là kem thủy tạ, view hồ Gươm, ngồi sát hồ luôn. Thank you.
bên này có bán kem nữa. Đây là gelato và cà phê. Còn phố Bảo Khánh. Thường chiều ở phố cổ như ở Hà Nội là hay có cái loa phát âm thanh này các bạn này. Các bạn để ý là nó cái âm thanh đang loa phát ra không? Thì họ sẽ phát những cái chương trình bản tin của phường hay của thành phố. Đối với người bệnh, khả năng lây truyền có thể từ vài ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến 24 giờ sau khi được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Bệnh viêm màng não yêu cầu tỷ lệ tử vong rất cao. Những bệnh nhân sống sót để lại di chứng nặng nề do tổn thương não, tổn thương các cơ quan thể tạng như mật, các giác quan như thị giác. Đây này, mấy cái cửa hàng này rất là đẹp, lung linh ánh đèn vàng lúc 6 giờ tối. Đây có quán cà phê check-in rất là đẹp. Oriental dây. Đây là quán rượu. Ánh đèn rất là mờ mịt.
Nhà thờ lớn hôm nay muộn muộn nhưng không thấy họ lên đèn mấy. Có hôm thì họ lên đèn rất là đẹp. Ở bên này các bạn nhìn xe rất là xịn này, BMW Porsche luôn này. Đây, một chiếc Porsche nữa. Hết giờ tham quan các bạn. Rồi 63.
Đây có mùi gà thơm nữa. Phở gà ấy, món gì? Cái tầm 6-7 giờ tối này là cái tầm đấy đói rồi. Mà đi qua mấy cái hàng cơm này bên này là phố Tràng Thi nha các bạn. Đi ngược lên đằng trên kia cũng là Hồ Gươm, phố đi bộ. Anh các bạn thấy ở đây có tuyến xe buýt đó, 2 tầng các bạn ạ.